Môn cờ vua đang ngày càng phổ biến và có nhiều hình thức để tiếp cận và học cờ vua. Trong mục tư vấn tuần này, huấn luyện viên quốc tế Lương Nhật Linh, kiện tướng Liên đoàn cờ vua thế giới, giáo viên trường Kaisa Chess School sẽ giới thiệu các hình thức học cờ vua. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào quý khán giả của Đài Truyền hình Hưng Yên. Hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn về các hình thức để học cờ vua, đặc biệt là dành cho những bạn nhỏ mới bắt đầu. Hình thức đầu tiên đấy là có hai hình hiện nay thì có hai hình thức học cờ vua chính, đó là hình thức học trực tiếp hay gọi là offline, hoặc là thứ hai là hình thức học online. Ở cái hình thức học offline ấy, học tại chỗ, thì các bạn có thể là bây giờ thì phong trào cờ vua đã vô cùng phát triển rồi, các bố mẹ thì có thể lựa chọn một câu lạc bộ cờ vua ở gần nhà để mà có thể cho con đến để tham dự. Các lớp học cờ vua bây giờ cũng đã rất là đa dạng, có những lớp học về các lớp học nhóm hay là có những cái chương trình học một riêng. Nó sẽ tùy theo cái việc mà cái mong muốn của gia đình cũng như là cái nhu cầu để mà các thầy cô có thể sắp xếp xem là cái hình thức học nào, học nhóm hay là học một nó phù hợp hơn với con. Và một cái hình thức thứ hai vô cùng phổ biến, đặc biệt là sau dịch Covid, đấy chính là hình thức học online. Online thì lại là hình thức học mà phải nói là vô cùng là tiện lợi, bởi vì các bạn nhỏ không cần phải di chuyển, bố mẹ cũng không cần phải mất công đưa đón. Các bạn ấy có thể học ở tại nhà, chỉ cần là một cái laptop hoặc là một cái iPad thôi. Và các bạn ấy có thể kết nối được với những thầy cô ở từ những cái khoảng cách địa lý rất là xa. Ngoài ra thì tôi cũng muốn chia sẻ với các bố mẹ một cái cách thứ ba nữa. Các bố mẹ có thể chơi cờ cùng với con tại nhà. Khi mà bố mẹ có thể cùng chơi cờ cùng với con, tức là chúng ta nói cùng một ngôn ngữ với trẻ, thì có thể tăng được cái độ mà hiểu, cái độ hiểu của cha mẹ với cả con nhiều hơn, cũng như là cái việc mà kết nối của gia đình, các thành viên trong gia đình nó cũng sẽ trở nên tốt hơn.